Top 3 bộ dàn karaoke đang được khuyến mại lớn nhất trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 lần này. Và trong dịp này chúng ta sẽ có chương trình phá giá xả kho, sale to đón lễ. Có rất nhiều những sản phẩm cũng như là combo bộ dàn karaoke được giảm giá trong dịp này. Ngay bây giờ quý vị hãy cùng đón xem với dàn combo đầu tiên, dàn karaoke GL48. Dàn karaoke GL48 thì sẽ sử dụng cho mình loa JBL XS10 cho mức công suất là 300W, max lên tới 600W với độ nhạy là 95 dB. Công suất đưa ra thì khá là cao đúng không ạ, 600W, và giải tần số đáp tuyến là từ 85 đến 18 kHz. Thế đôi loa này dùng cho phòng khoảng bao nhiêu mét vuông con nhỉ? Với dòng đôi loa này thì quý vị có thể sử dụng với phòng từ 15 đến 25 mét vuông. Với thiết kế và hình dạng thì chắc chắn là quý vị cũng đã được đón xem rất nhiều rồi ở trên các video rồi đúng không ạ? Hình như dòng JBL này nó dùng họng chép độc quyền của hãng đúng không nhỉ? Đúng rồi anh ạ, họng chép độc quyền 2414HC. Với kích thước là 2,5cm. Làm từ neo. Đúng rồi, từ neo anh ạ. Tiếng rất là sáng. Bass okay. Thì là 25. Đấy. Ok, rồi. Tiếp theo là cục đẩy BK DP3006 New. Dòng này là dòng đẩy mới. Quý vị cũng đã được đón xem các video review của Bảo Châu rồi đúng không ạ? Dòng đẩy này thì cho ra mức công suất 600W một kênh và thích hợp cả vang đẩy và sẵn bộ DSB xử lý, và chip xử lý của nó có thể giải mã được luôn quý vị nhé. Có chip xử lý giải mã âm thanh luôn đấy ạ. Chỉnh cả vang cả. Có thể chỉnh được cả cơ. Đúng rồi, cả cơ, cả số. Cả cơ, cả số này. Thao tác ở trên này rất là đơn giản. Có thể sử dụng cổng kết nối Bluetooth hoặc là USB ngay trước mặt. Hay đấy. Có thể rất dễ sử dụng. Mic thì quý vị sử dụng mic BBS với mã là VK500. Bộ này như anh review đây. Đúng rồi, bộ này thì cũng đã review rất nhiều rồi. Chất mic và cũng như là độ bắt sóng, độ nhạy của mic. Cầm mic rất là đầm. Đúng rồi, rất nặng. Ok, tí nữa cùng thử nhé. Ok anh. Rồi sang của bộ gì xem như nào. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ RCF X-Max06 quý vị nhé. Đây là một bộ dàn karaoke cực kỳ phù hợp cho không gian gia đình từ 30 đến 40 mét vuông. Bởi vì sao Hữu Duy lại nói đến một mức không gian nó lại dốc được như vậy? Bởi vì ở đây là một bộ dàn duy nhất là bát 30 trong top 30. 3 ngày hôm nay. Thì xác. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một đôi loa X-Max12 quý vị nhé. Một phiên bản loa của RCF được người dân Việt Nam rất là ưa chuộng bởi vì mức giá vừa phải, đến từ một thương hiệu Ý và chất âm rất là hay và sáng tiếng. Mức công suất đầu ra thì sẽ là 400W và max lên tới 1600. Đó. Và đây là một dòng loa hai đường tiếng quý vị nhé. Một củ bass 30 này, thông số cũng in rất là rõ ràng ở đây rồi. Côn 6,35cm này. Và một loa chép có đường kính là 3,56cm. Đó, tần số đáp tuyến này 60Hz đến 20K. Độ nhạy 97 và max là 129 dB. Nói chung đây là một dòng loa thông số nó cũng rất là đẹp. Và có trọng lượng nó không phải là quá nặng, 22kg một chiếc quý vị nhá. Đó. Và ngoài đôi loa ra thì chúng ta còn có thêm đầy đủ các sản phẩm cục đẩy vang số, micro và súp. Cục đẩy thì chúng ta dùng cục đẩy của BIK quý vị nhá. BIK là một dòng đẩy của Nhật rất là bền. Và chất âm của nó ra tiếng sau tiếng rất là hay. Đó, chất chắc tiếng VM620A, hai kênh với kênh 600W, 600 đánh 400 thì nó cũng rất là hợp lý rồi. Với mức công suất gọi là tiêu chuẩn và lý tưởng đó là phải gấp rưỡi hoặc là gấp đôi loa, đúng không ạ? Thì với 600 này thì nó là gấp rưỡi quý vị nhá. Xử lý bởi một chiếc vang số BK Sound X6 Luxury. Đây là một mẫu vang số cao cấp nhất đến từ thương hiệu BK Sound. Và nhìn cái giao diện của nó rất là đẹp đúng không ạ? Ngoài giao diện đèn ra thì xử lý tín hiệu cũng rất là tốt. Có Eco Reverb để chúng ta hát karaoke này. Ngoài ra thì còn có thể chống hú cũng như là rất là nhiều tính năng khác nhau. Có nhiều cấu hình để lựa chọn. Micro DCE UX12. Đây là một dòng mic cực kỳ phù hợp cho gia đình. Đánh mic rất là chắc chắn ha. Bắt cũng như là nhẹ quý vị nhé. Cuối cùng là súp điện là FVK 612. Đây là một dòng súp điện công suất lớn nhất cho phân khúc bass 30 của thương hiệu BK Sound. Có hai màu để chúng ta lựa chọn là màu vân gỗ và màu đen. Công suất là 300W, max 600. Đó là những cái thông số rất là cơ bản về bộ sàn karaoke X-Max06 ngày hôm nay. Còn bộ của anh Trường thì sao ạ? Đối với bộ của anh thì quý vị có thể tra trên web của Bảo Châu Alex với tiêu đề đó là dàn karaoke cao cấp đề nông Nhật 10 quý vị nhé. Thì đây là cặp loa Denon DN510 bass 25 quý ạ. Với thiết kế khá là nhỏ nhắn xinh xinh đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể để và sử dụng được cho những không gian phòng diện tích khoảng 15 cho đến 25 30 m vuông đều được quý vị nhé. Thì nó được trang bị của loa bass 25 này kết hợp với lại một họng chép kèn ở bên trên là 3.3 cm.
cho ra mức công suất của con này RMS sẽ là 300 và lên tới peak sẽ là 1200 nhé thưa quý vị, rất là lớn đúng không ạ? Ngoài ra thì với cái thiết kế nó rất là vừa vặn thì chúng ta để trong không gian nhà nó sẽ có được sự hài hòa cân đối. Đó là về cái cấu tạo một chút, còn về cái tần số đáp tuyến của con này thì nó sẽ sở hữu tần số đáp tuyến từ 47Hz cho đến 22kHz. Một cái giải tần khá là rộng đúng không ạ? Để chúng ta có thể thể hiện được mọi cái bản nhạc khác nhau đúng không? Rộng, hầu như rộng nhất đấy. Ừ, rộng nhất. 22K là cao hơn cả 20K là cao hơn mấy dòng này rồi. Cao hơn à? Ok, thế thì nó có thể thể hiện được từ các cái bản nhạc acoustic cho đến EDM điện tử, nó rất là chi tiết và đầy đủ. Đó thì về cái sở hữu của nó như vậy. Đặc biệt cái con này, cái khả năng phù âm của nó, cái góc phù âm rất là lớn, 100 nhân với 70. Tương đối là lớn. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng trong không gian nhà thì quý vị ngồi ở mọi ngóc ngách, đứng hay là ngồi thì không gian nó vẫn truyền đến tai chúng ta rất là đầy đủ. Dạ vâng, và để đánh cho cái cặp loa ngày hôm nay của chúng ta thì Nhật Trường sẽ kết hợp với lại một chiếc đẩy của thương hiệu BK có mã là VM420A quý vị nhá. Đây là dòng cục đẩy hai kênh cho ra mức công suất mỗi kênh sẽ là 400W. Thì về cái công thức chúng ta đã có thể thấy được nó đã hoàn toàn có thể đánh được cho cặp loa ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Nó thừa công suất rồi. Con này sử dụng mạch Class H. Chính vì vậy mà cái hiệu năng nó rất tốt thưa quý vị, cái khả năng tiết kiệm điện này rồi thì tỏa nhiệt cũng thấp. Đó, ngoài ra thì về cái tỷ lệ gọi là cái tỷ lệ méo tiếng đó thì nó cũng tương đối là ổn định quý vị nhá, nó sẽ không quá cao. Do vậy mà cái âm thanh chúng ta thể hiện được rất là trung thực và chi tiết. Rồi bên trên thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một chiếc vang số đến thương hiệu BK Sound có mã là X5 Plus. Thì bên Hữu Duy là X6 đúng không? X6 Luxury. X6 Luxury là thì phiên bản nâng cấp của dòng này. Đúng rồi, chính xác. Tuy nhiên thì ở phiên bản X5 Plus này thì vẫn được sử dụng cái chip analog device ADSP21571, năm dòng mới nhất ADI. Chính vì vậy mà cho được cái chất lượng âm thanh nó rất là trung thực quý vị nhé. Ngoài ra thì nó vẫn có đầy đủ Eco Reverb để chúng ta có thể hát được tùy cái chế độ chúng ta. Rồi thì cắt hú rít cũng tương đối ổn định, lên tới khoảng độ 95-99%, đúng không ạ? Rồi, bên trên chúng ta sẽ có một bộ micro không dây của thương hiệu BCE có mã là UGX12 Gold. Thì ở Hữu Duy đó là phiên bản UGX12 thường quý vị nhé. Còn đây là phiên bản nâng cấp hơn một chút, sẽ là 12 Gold. Đây quý vị có thể thấy ngay, thường với cả Gold nó khác nhau. Đúng rồi. Thường là màu trắng, còn Gold là màu vàng. Đúng rồi, màu vàng. Chắc chắn rồi. Gold nghe Gold đã thấy vàng. Nghe Gold là đã biết được màu vàng rồi đúng không ạ? Với thiết kế rất là đẹp, đặc biệt là cái khả năng bắt âm của dòng BCE thì phải nói là tương đối là tốt, bắt chắc khỏe. Rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ bị nhiễu cái tín hiệu. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ sở hữu một chiếc súp điện đến từ thương hiệu JBL có mã là Stack A100P quý vị nhá. Với củ loa bass là 25cm cho ra mức công suất của nó là 150W công suất trung bình. Còn công suất max của nó sẽ là 300W quý vị nhá. Đó, thì để giúp chúng ta có thể bổ sung được cái âm trầm cho dòng loa chúng ta ở bên trên. Cái tần số đáp tuyến của nó thì sẽ là 35Hz cho đến 150Hz. Đó, chính vì vậy chúng ta sẽ bổ sung được cái âm bass rất là chắc. Và vừa rồi là thông số kỹ thuật của cả 3 bộ dàn karaoke trong top 3 video ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất âm của cả 3 bộ dàn karaoke đó ngay bây giờ quý vị nhé. Thank you.
em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù vàng, cho đứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhé. Chờ đến nay em thuyền đã sang bờ. Và vừa rồi thì Nhật Trường cùng Hữu Duy và Quân đã cùng quý vị đi trải nghiệm chất lượng âm thanh cũng như là đã giới thiệu qua những cái thông số của ba bộ dàn ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và quý vị là những người yêu thích bộ dàn nào trong ba bộ dàn ngày hôm nay có thể cho chúng tôi đúng không ạ? Những cái comment ở phía dưới quý vị nhá. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đến với lại cái mức giá nhỉ? Đúng nhỉ? Mức giá của cả ba bộ dàn ngày hôm nay. Vậy thì đầu tiên anh sẽ xin phép hỏi Quân trước, mức giá của em là bao nhiêu? Với bộ dàn karaoke JBL 48 có mức giá 31.740.000. Và của anh Duy và anh Trường thì sao? Của anh là bộ RCF 06, XBAC 06 thì có mức giá bán tại Bảo Châu Elect hiện tại đang bày bán nó là 53.900.000. Okay. Còn của anh Trường thì sao? Của anh thì có lẽ là sẽ trung hòa giữa hai, đúng không ạ? Không, không quá rẻ cũng không quá cao đó, đúng không ạ? Thì với mức giá của anh bộ dàn karaoke cao cấp đền ông Nhật 10 này sẽ là 39.490.000 quý vị nhá. Ngoài ra thì rất là nhiều các cái phụ kiện kèm theo ở trên cả ba bộ combo ngày hôm nay. Đầy đủ phụ kiện dây rắc quý vị nhá. Ok. Của em giá hơi cao tí nhưng mà bù lại nó là bắt 30. Khủng nhất 30. Đúng không? Lại có thương hiệu RCF. Đúng rồi, đầy đủ chuẩn, bộ, đúng không? Đầy đủ cả bộ luôn. Đó. Ok. Vậy thì nếu quý vị yêu thích bộ dàn karaoke nào thì có thể để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Bảo Châu Elect với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Quý vị mua hàng sẽ được setup tại nhà này, miễn phí giao hàng trong vòng 30 cây này. Ngoài ra còn có chế độ trả góp này. Đúng rồi. Trả góp với mức trả góp là từ 0% quý vị nhá. Chính xác. Có cách thức mua hàng thì sao anh nhỉ? Cách thức mua hàng chúng ta vẫn có 3 phương thức rất thân thuộc rồi đúng không ạ? Cách thứ nhất chúng ta có thể gọi điện qua số hotline đó là 1900 0255 quý vị nhá. Rồi, cách thứ hai Hoặc là quý vị có thể truy cập vào website bảochoelect.com. Và cách thứ ba. Cách thứ ba thì quý vị có thể tới 13 cơ sở trên toàn quốc của Bảo Châu Elect để tham quan mua sắm và cũng có thể gọi cho em qua số điện thoại 0868 500 255 hoặc hotline của Hữu Duy là 0866 93631. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elect. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elect sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!